Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư 250 tỷ đồng ngân sách xây 34 cổng thu phí ô tô vào khu vực trung tâm để hạn chế ùn tắc. Theo nội dung đề xuất, thì địa điểm thu phí thuộc khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh gồm các quận 1, 3 và giáp danh với quận 5, 10. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của dự án là nhằm góp phần kéo giảm ùn tắc khu vực trung tâm thành phố, thúc đẩy người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng, giảm ô nhiễm môi trường và bổ sung nguồn ngân sách bảo trì đường bộ, phát triển giao thông công cộng tại thành phố. Vành đai thu phí sẽ gồm các tuyến đường Hoàng Sa dọc theo kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến đường Nguyễn Phúc Nguyên, giao Cách Mạng Tháng 8, đường 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và Tôn Đức Thắng. Trên vành đai này sẽ bao gồm 34 cổng thu phí đa làn không dừng. Sở Giao thông Vận tải dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố trong giai đoạn 2019-2021. Mức thu phí dự kiến áp dụng từ 40 đến 60.000 đồng một lượt xe, không thu phí đối với xe buýt và xe công vụ, chỉ thu chiều xe vào và không thu chiều xe ra. Tại Hà Nội, việc mở mới các tuyến buýt và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng xe buýt trong giai đoạn vừa qua đã góp phần hoàn thiện, tăng cường tính kết nối của toàn mạng buýt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố. Đối với các tuyến xe buýt không thông thường thì tỷ lệ cán bộ công chức tham gia loại hình này chỉ khoảng 20-25%. Tuy nhiên, với loại hình xe buýt nhanh BRT thì tỷ lệ này đạt tới trên 50%. Đánh giá về kết quả cũng như kinh nghiệm triển khai buýt nhanh BRT tại Hà Nội, ông Nguyễn Công Nhật, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, hiện nay BRT01 là tuyến buýt đầu tiên tại Việt Nam triển khai làn đường ưu tiên. Qua phân tích số liệu, thì số lượng hành khách 2018 so với năm đầu tiên hoạt động là 2017 tăng trưởng hơn 6%, ở mức 5,3 triệu lượt với hơn 14.500 hành khách một ngày. Đặc biệt là chuyến xe xuất bến đúng giờ lên tới 98%. Tỷ lệ này so với các mạng lưới chung của các tuyến buýt khác thì chỉ hơn 50%. Theo Nhật, một con số rất có ý nghĩa khác là hiện tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng xe buýt BRT chiếm hơn 50% số người đi lại thường xuyên. Điều này nói lên rằng vấn đề thời gian chuyến đi thể hiện ở tỷ lệ thời gian đúng giờ chính là yếu tố điều kiện để thu hút những đối tượng hành khách phải bó buộc về thời gian rất lớn. Và việc thu hút người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoàn toàn có thể triển khai và thu hút nếu thời gian xe chạy ổn định, tỷ lệ đúng giờ cao. Hiệp hội các nhà đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam VASI cho rằng công điện số 849/TTG-CN về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC có nhiều chỉ đạo kịp thời, đúng lúc để thúc đẩy ETC nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Tại công điện số 849 ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành, địa phương đã tích cực triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để sớm chuyển sang thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo đúng quy định và nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, bảo đảm chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí, không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2018. Cầu Kinh Tẻ là cây cầu quan trọng nối quận 7 và quận 4 trong trục giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, kẹt xe nghiêm trọng, người dân chờ đợi mỏi mòn.
nhưng dự án mở rộng cầu Kênh Tẻ vẫn không thể về đích đúng hẹn. Tình trạng này diễn ra trong khoảng một năm kể từ ngày công trình mở rộng cầu Kênh Tẻ bắt đầu thi công. Sở Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc những cây cầu này vẫn đang là nỗi ám ảnh của những phương tiện thường xuyên lưu thông qua khu vực. Theo ông Trần Thanh Lộc, thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, việc mở rộng cầu dẫn và đường đầu cầu cả hai phía của công trình hiện đã hoàn thành. Phần mở rộng cầu chính đã thi công đạt 60% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7 này. Tuy nhiên, khối lượng các hạng mục còn lại đang phải chờ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức di rời ống cấp nước D400 bên phải tuyến và tháo dỡ ống bên trái hướng từ quận 4 sang quận 7. Như vậy, dù là dự án cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, gây nhiều bức xúc, nhưng cầu Kênh Tẻ ít nhất vẫn còn chậm 2 tháng nữa so với cam kết tiến độ ban đầu. Tiếp tục chương trình với một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay 17 tháng 7, anh Phan Bình Tuấn sinh năm 1989, quê Bình Thuận, chạy xe máy mang biển kiểm soát 61B180061 với tốc độ cao trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn theo hướng Bình Dương, Đồng Nai, do không làm chủ được tay lái đã tông thẳng vào đuôi xe container biển kiểm soát 61C26722 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 61R00901 chưa rõ danh tính tài xế đang dừng đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến đầu anh Tuấn đập vào thùng xe container, ngã ra đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy bị biến dạng phần đầu, phía sau đuôi xe container. Trên các con đường làng, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những trụ bê tông do người dân tự làm nhằm ngăn chặn xe tải đi vào để bảo vệ đường. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông. Cụ thể, trên mạng xã hội hôm nay đã chia sẻ những bức ảnh về một người đàn ông điều khiển xe máy va chạm vào trụ bê tông, gãy cả vành, vỡ yếm. Trong khi đó, một anh thợ chở sơn thì đổ cả thùng, xe văng ra, người thì nằm góc khác. Theo tìm hiểu của một số vùng, người dân vì sót đường bê tông bị xe tải đi vào nhiều, xuống cấp nghiêm trọng nên đã có hành động đổ trụ bê tông để ngăn xe. Tuy nhiên, các trụ bê tông được làm một cách qua loa, không biển cảnh báo cũng như không có phản quang, khiến người điều khiển giao thông rất khó để nhận biết khi lưu thông qua đoạn đường này. Khoảng 22 giờ đêm ngày 16 tháng 7, xe tải chở bia biển kiểm soát 60C19724 gặp sự cố trên quốc lộ 1, làm chai bia thủy tinh rơi xuống đường, mảnh vỡ văng tung tóe chiếm gần hết phần đường xe lưu thông theo hướng từ quận Thủ Đức về ngã tư An Sương. Nhận được tin báo, tổ công tác đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã ngay lập tức có mặt phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân tránh xa các khu vực mảnh vỡ chai bia văng vãi. Đồng thời, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã quét dọn mặt đường, thu gom mảnh vỡ trả lại mặt đường thông thoáng, đảm bảo giao thông thông suốt. Nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là do trời mưa, đường trơn nên tài xế xe tải chở bia đã thắng gấp, khiến chai bia rơi xuống đường. Đến hơn 23 giờ đêm cùng ngày, hiện trường đã được thu dọn xong. Khoảng 6 giờ sáng ngày 17 tháng 7 trên đại lộ Độc Lập, thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông trung niên chạy xe máy biển kiểm soát 54L42577 băng ngang qua đường, đoạn gần giao lộ đường số 2 bất ngờ va chạm với một xe container đang lưu thông về hướng quốc lộ 1. Xe máy loạng choạng rồi tiếp tục va chạm với một xe container khác biển kiểm soát 89LD00348 và bị xe này cuốn vào gầm kéo lên hơn chục mét. Người đàn ông sau đó bị chấn thương nặng, còn chiếc xe máy bốc cháy sau vụ va chạm. Một số người dân chứng kiến dùng bình cứu hỏa mini tới chữa cháy, đồng thời chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Riêng chiếc xe container va chạm với người đàn ông ban đầu đã rời khỏi hiện trường. Chiều tối 16 tháng 7, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An bị ngập nặng trên cả hai làn đường. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài, nhiều xe phải đi ngược chiều. Các phương tiện xe máy phải đi vào làn đường ô tô để di chuyển qua khu vực bị ngập. Nhiều phương tiện đã bị chết máy, có người phải thuê cả xe ba gác để chở xe về nhà. Tại đoạn đường này có những chỗ ngập sâu khoảng 50cm. Đến 22 giờ cùng ngày, các phương tiện mới bắt đầu di chuyển thông thoáng, nước mới bắt đầu rút. Được biết, cứ vào mùa mưa, đoạn đường này lại bị ngập nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
với lý do doanh thu không đạt theo phương án tài chính. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề xuất tăng phí cho 37 dự án BOT đường bộ, thay vì giãn thời gian thu nhằm giữ nguyên mức giá thu phí như hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng bàn là thời gian qua, hầu hết các nhà đầu tư làm dự án BOT theo kiểu tay không bắt giặc, vay ngân hàng làm dự án, rồi bưng cả gốc lẫn lãi vào phương án thu phí hoàn vốn và liên tục báo lỗ. Câu chuyện lời ăn, lỗ thì đề nghị tăng phí BOT hoặc bán lại dự án cho nhà nước, theo dư luận, đang là một điều bất hợp lý cho người dân và những nguy cơ tiềm tàng về nợ xấu cho xã hội. Mặc dù đã được hoàn thành và đưa vào vận hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018, sau gần nửa năm, đến ngày 3 tháng 5 năm 2019, trạm BOT Hòa Lạc Hòa Bình mới được thu phí. Tuy nhiên, trong hơn một tháng qua, do không đồng tình với chính sách miễn giảm giá vé, yêu cầu giảm giá cho cả xe chưa sang tên đổi chủ, xe không chính chủ, nhiều tài xế địa phương đã tụ tập gây ùn tắc giao thông tại trạm BOT Hòa Lạc, khiến chủ đầu tư phải xả trạm. Trạm BOT tại km 17 100 của tuyến Hòa Lạc Hòa Bình đưa vào cái thu phí. Thì qua cái quá trình mà triển khai thực hiện thì dân đã có những cái biểu hiện là khiếu nại, rồi là có những biểu hiện là gây ách tắc giao thông trên địa bàn. Phương án tài chính kéo dài đến 23 năm. Nhưng ngân hàng người ta chỉ đầu tư chúng tôi có 13 năm. Thì ai là người còn 11 năm, ai là người tài trợ đây? Cho nên những cái đó chính phủ phải vào cuộc. Không vào cuộc thì tôi thấy rất là khó khăn. BOT Hòa Bình, Hòa Lạc chỉ là một trong số 37 dự án BOT đề nghị được chính phủ tăng phí do không đảm bảo được phương án tài chính ban đầu. Đáng chú ý, căn cứ quy định tại thông tư số 159/2013 của Bộ Tài chính, chủ đầu tư được kiến nghị tăng phí 3 năm một lần với mức tăng từ 12 đến 18%. Tuy nhiên, hiện thông tư này đang có những biểu hiện chồng chéo với nghị quyết 35 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của chính phủ khi áp dụng phương án giảm phí tại 39 dự án BOT. Dễ hiểu, doanh nghiệp BOT đang khóc dở, méo dở vì doanh thu sụt giảm từng ngày theo phương án ban đầu. Khi các trạm giao thông đấy, trạm BOT đấy, người ta kêu là bị thua lỗ thì chúng ta phải kiểm tra lại những cái điều kiện ràng buộc. Ví dụ, chẳng hạn như là trước khi tiến hành, người ta đã có một cái thiết kế và cam kết rằng cái lượng giao thông qua lại nó là bằng này. Nhưng đến nay chúng ta kiểm soát lại nó không phải như thế, thì rõ ràng cái thua lỗ đấy là cái khách quan và chúng ta phải chấp nhận là chia sẻ rủi ro. Trái ngược với quan điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng việc tính toán hiệu quả đầu tư và những rủi ro, doanh nghiệp BOT đã phải nghiên cứu từ trước. Trong khi một thực tế, rất ít chủ đầu tư có dư tiềm lực về tài chính nếu không vay ngân hàng. Kiểu tay vay ngân hàng, tay bắt dự án đang tồn tại những nghịch lý và hệ lụy khó lường. Trong cái khoảng thời gian đó không đủ bù đắp lại chi phí của họ, thì đấy cũng là cái rủi ro trong tính toán của họ, họ phải chấp nhận việc đó. Chứ không thể nào mà trong hết quãng thời gian thu phí, nếu mà anh thấy là chưa đạt được thì anh lại đòi nhà nước là kéo dài thêm, như thế thì cũng không đúng. Bởi vì là ở đây là cái pháp luật về hợp đồng, anh phải tôn trọng cái hợp đồng. Và cái tính toán kinh tế của anh có những cái rủi ro thì đấy là cái phần trách nhiệm của anh, chứ không phải là trách nhiệm của nhà nước. Lời ăn, lỗ thì thường người dân và nhà nước cùng chịu. Một nguyên tắc đang tồn tại và nghiễm nhiên trở thành tiền lệ rủi ro cho hàng loạt dự án báo nợ. Doanh nghiệp yêu cầu tăng phí hoặc trả lại dự án BOT cho nhà nước. Rõ ràng, đây là những bất hợp lý mà chính Bộ Giao thông Vận tải cũng khẳng định là không thể xử lý. Đã làm xong rồi, bây giờ lại dùng cái tiền kinh phí của nhà nước để mua lại. Thì phải nói là câu là nhà nước hết sức khó khăn trong lúc này, là có cái tiền có sẵn để mà mua lại những cái xã hội hóa, phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư PPP là hướng đi được đánh giá đúng và cần thiết trong bối cảnh ngân sách nhà nước không thể đáp ứng. Việc Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương để trình chính phủ dự thảo về việc tăng phí BOT do nhiều dự án BOT bị sụt giảm doanh thu, nguy cơ phá vỡ phương án tài chính và theo đúng lộ trình là điều hết sức cấp thiết. Tuy vậy cũng phải nhìn lại, một số dự án BOT chưa phù hợp dẫn đến việc đặt trạm thu phí hoàn vốn gây phản ứng trong dư luận. Do đó, việc tăng phí hàng loạt trạm BOT, dù là đến kỳ hạn theo hợp đồng ký, nhưng Bộ Giao thông Vận tải cũng nên cân nhắc tăng sao cho đúng, cho đủ, tránh sự phản ứng của người dân gây tác động xấu đến nhà đầu tư cũng như xã hội. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.